chào các bạn, trong quay trở lại với màn hình Pro, tôi sẽ hướng dẫn bạn là cách bật chế độ chiếu màn hình trên của máy Oppo Reno 5 này nhé. Đây, giới thiệu điện thoại Oppo Reno 5 nhé. Để thực hiện thì ta sử dụng 3 ngón nhé. 3 ngón vuốt lên thì chia đôi, 3 ngón vuốt xuống là chụp màn hình. Ví dụ tôi vào YouTube này, 3 ngón này. Thầy chọn ví dụ vừa lướt Facebook vừa lướt YouTube. Các bạn có thể thực hiện theo cách là các bạn vào đa nhiệm này, đa nhiệm nhé, vào hai chấm này, chia màn hình, sau đó các bạn vào cái ứng dụng tiếp theo, TikTok chẳng hạn. Đó, đây các bạn cách chia nhé, kéo hẳn xuống thoát, kéo vuốt hẳn lên và thoát nhé. Đó, đây là cách chia đôi màn hình. Vừa rồi mình hướng dẫn các bạn là cách thực hiện bật chế độ chia đôi màn hình trên của máy Oppo Reno 5. Chúc các bạn thành công. Còn nhớ like, chia sẻ video, đăng ký kênh của mình nhé. Chào các bạn.